Rồi. Nay tè mình đi làm cái clip đuổi cá nha bạn ơi, đuổi cá mùa dịch nha. Giờ không có gì ra, không có đi chợ được nha, ở vuông đuổi cá. Mò cá nâu ăn. Cá nâu to quá. Cá nâu rất là to luôn. Ủ rồi. Ngầu ủ quá bạn, ngầu quá đấy không? Mày ngồi đàng hoàng. Mày sao dục cái lọt xuống 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 vậy hả? Mày dù làm vũ nữa làm gì? Mình muốn bắt cái nâu là mình phải lội trội xịnh vô nha bà, trội xịnh đóng chà cho nó dựa lại nha. Chứ không có nó chạy lắm nha. Cầm đây bà. Cầm đi, cầm ngồi đang quên cho đẩy vô đó, đẩy vô và phóng cho à. Cực kỳ chất chơi người dê. Cái đầu con mà cái đầu con thả nha. Quay coi thì quay quay thì đi đâu rồi thả. Mỗi năm nhiều lắm mà hôm nay không có nhiều à. Nó dịch bệnh này làm gì nó tàn cứ theo luôn. Cá bị Covid. Dịch Covid thì nó nổi cá mồi không có nhiều đâu bà. Mỗi năm cá nào cũng mồi nhiều lắm nha. Cá cũng con rồi dính lưới luôn. Mày thì biết. Bà lớn bắt ra nè. Không có gì. Cá này ít quá bạn ơi, hấp thu quá. Dịch bệnh rồi cá không có. À gì là mò gì nữa. Mình sẽ đi cuốn về đi.
quay nha. Chưa. Rồi vậy. Cuốn đi, cuốn. Ngồi đang quen nè. Không lấy lại. Dịch Covid này nổi rồi cá thì cũng ít luôn các bạn. Mò cũng thấy cá và mỗi năm mò cá nâu đi nhiều lắm nha. Quá mệt luôn bạn. Đi nước cạn mà mệt mà nãy giờ quay không có còn gì nha các bạn. Mấy cá vậy thôi bạn ơi, đủ ăn vậy thôi. À, đã có nâu bự. Hai cái nâu bự luôn bạn. Đủ ăn nha bạn ơi. Chúng cũng kiếm ăn được. Để nó đi. Wow. Đi có theo thằng con trai lóc chóc qua nãy bỏ nó nhà nè các bạn. Làm gì nó lóc chóc lao chao. Đi mệt rồi gặp nó mệt thêm nữa. Kiếm cái cây chứ. Và giết cái cây to luôn. Này thắt thù bạn ơi. Cá đi con biết. Đang cục. Biết này chưa khai thác được. Nâu không nha bạn. Đục, được. Được, không đến nổi bạn. Nó thắt thu rồi. Quá. Thì được một bầy cá nâu rồi bạn. Mạnh nữa. Cái nâu bé bé. Quá, bầy cá nâu luôn bạn. Chín u. Cái nâu bé. Cái nâu bên bé không nha bạn ơi. Quá. Cái nâu này béo ăn luôn được. Cái nâu này rất là béo nha. Thấy nó nhỏ cho nó cũng mập các bạn ơi. Wow. Cái nâu. Bỏ anh xuống đi. Cột lại. Cũng đỡ. Cái nâu này cũng đỡ. Đủ ăn được ha. Bây giờ mình tiếp tục mình nha. Vô thôi các bạn ơi. Ít quá. Nãy giờ bơi bên kia bển đuổi bên kia bển không có luôn các bạn. Chạy qua đường kinh đây cũng được mấy con đủ ăn nha. Mệt quá các bạn ơi. Vô thôi nha. Coi mình đi ra.